សួស្តីបងប្អូនមកមកដាញ់សង្គម YouTube និងសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអាត្មាភាពចង់បង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃវត្តសាលាត្រថ្មតលពេលនេះគឺក្មេងកុមារាកុមារីបានចេញពីរៀននៅផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាចេញនៅកំសាន្តបានសម្រាកនេះហើយទិដ្ឋភាពនៃវត្តសាលាត្រថ្មតលរបស់ខ្ញុំគណាអាត្មាភាពមានស្រះសម្រាប់ជាលំហស្រះនៅខាងកណ្ដាលមានភ្នំមួយខ្ញុំគណៈសមាភិបមានទូកងនេះសម្រាប់អំនៅបាន់អកអំបុកណាទូកង3ទូកងប៉ុន្តែយកទៅអំយកតែមួយខៀវនេះអំមួយខាងនោះគឺវាមានការបាក់ហើយបាក់កន្ទួយមិនតាន់បានជួសជុលមកខាងនោះទៀតទូកចសម្រាប់មហិតណាក្នុងទូកងោមមួយហ្នឹងមានមនុស្សដែលចោះអំហ្នឹងរវាង50ជាង60អ្នកណាទូកងោមមួយណាតាំងពីសាំងខាងគឺមាន50ជាង60អ្នកចោះអំណាយើងរកអ្នកដែលកំឡោះណានៅក្នុងភូមិនឹងមកចោះហាត់ហើយអំប៉ណាំងសម្រាប់បិណ្ឌអកអំបុកណាខាងនោះគឺសាលារៀនតារៀនថ្នាក់បល័យរងណាតារៀនថ្នាក់បល័យរងហើយសាលារៀនថ្នាក់កាមេរ៉ាភាសាទី1សម្រាប់កុមារាកុមារីដែលសម្រាប់ពីសាលាសកលនឹងបានចូលមករៀនសូត្ររវាង2ខែជាង3ខែនេះហើយគឺតណែត4កូនខាងបង្គោលតង់ខាងលើគឺវាគឺបង្គោលកង់មារាគេបានលើឃើញគ្រូក៏ត្រែកអ៊ូអរខ្ញុំតាមសមាភិបបាននិមន្តមកកន្លែងបងប្អូនកំពុងតែលេងតតបាល់យ៉ាងសប្បាយនេះនេះបងប្អូនសមារាកំពុងលេងតតបាល់ទៅពេលបានសម្រាប់ទីវៃលេខាងនោះក៏ជាស្លា
ដែលបងប្អូនកំពុងតែរៀននៅភាសាភាសាថ្នាក់ទី1ឆ្នាំនេះបើក4 5ថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទាំងភាសាភាសានឹងឯងអើតើចូលរៀនទេលោកមិនតែប្រំគ្រូអុយតែប្រំគ្រូមិនចូលរៀនបងប្អូនណាលេងតាត់បាល់ដល់ពេលចូលរៀនតាន់ចូលរៀនផងបាទខ្ញុំកណាតមកពីបនឹងរះវិហាររះវិហារនឹងបានបន្ទួរបញ្ចោះទៅមកនៅឆ្នាំ2011បាន8ឆ្នាំ9ឆ្នាំនេះរះវិហារណានេះមានភាពកាត់លោកទឹកក្នុងវត្តនេះមានកវានទឹកនៅសម្រាប់លោកវត្តឲ្យលោកសម្រាប់លោកឲ្យទឹកឲ្យប្រសង់និងបងប្អូនពេលដែលចេញរៀនអីនោះអីនោះតាពីលេងចិនកាហ្វេមិនហៅកណាចិនហ្នឹងណែអីសើចឲ្យឡាប់ទៅឲ្យបើឡើងលោកណាជាយោឲ្យតាឡើង YouTube ម្ដងឲ្យល្បីមេឃមេឃកំពុងងឹតភ្លៀងអីណាណាមេឃកំពុងងឹតភ្លៀងអីចូលចាស់ໃຫយអីទៀតណោះ
tam mọt sách năng miên rạc rù bàn đam bạc cà giang sách rõ sát cà bài rương và bạc cà cổ bạc phết cà cật đá dừng chung vinh miền đầm cổ ký cái chạc cái chùm sửa nơi phôn phôn lên tọt bài đấy dừng tọt sản áp phôn phôn cũng cùng lên tọt bài đấy đó. Con phong cũng lên tập bài.
phê krem một lại lên cho lòng ơi tình krem nào cũng nghe tình krem gì cả nhóc mới tình là bọn mắc cây hả học cả ơi do chụp hình đó nằm ở mặt đất. Ngà. Đây, chú mẹ ngó chú lên á. Mày gõ. Ô Minh Sơn, nó ai? Nó ai? Mình cất lọc nôm bằng ở đây, cất phụng rình tung chỗ. Nô nô. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ. Ăn vô nghe cổ. Bánh mì hột gà ốp la. Để quay lần bạn cao bánh mì. Bà này bà son. Đầm cà sạc. Nên tụt ngò bạc càng tùm tùy ấy toàn bàn chùa chùa một tụt ngò cha ngò. Nên xong khan á đầm chơ mùi đầm nộp cần đảo nữa xong khan á cứ giờ cái hào thà cái sao tầm rạp tuột mình ơi vì lên cái lông cứ có tha mình ơi vì lịch hay vì chọn thơm bách ơi tuột vì hóc bàn lươn như cái này càng tầm rạp nạ ôm bật còng để chơi nó cái lạnh quỳ có tha khăn có tha cái lạnh quỳ tầm rạp ôm
tuộc ní miền tôm hùm tôi chiên tuộc ní tuộc ní vì thông chiên còn bẹt chiên chiên hay hàng cần đào nó miền đẹp nha sầm rạp đẹp nữa đạp rứt một mình ổi vì rồi ra chơi nhé vì rồi ta dường không ổn vì sang khang nữa cùng lắng ngăn rồi ra chơi tôi này tôi biết cái tôi chờ bên tôi chờ xem đạp cho bằng hạt chờ hành á đây dựng đặt ứng hà tấu thực chỗ cất mục trần phết bàn kia cạp một viên của mọi thực chỗ là em mua mình về nên cứ cùng ngon ngụt liền như hết đầm cột kỳ phải chia chú chân nam đây hơi cứ hà học sập cho nam miền nhân côn đã vía là đầm cục kỳ đầm cục kỳ nâng phải học chia hà học sập cho nam ơi cứ cái nông vật miền tại đầm cục kỳ thông mùi nè rồi yêu không nhà tao nôm ôn thiền nặc mà lại ròn đến đi bàn chênh thiền lâu xong bên chênh bóng ôn tu tu sanh à cái đồ mùi ôn ôn cùng cùng tè sa cha thiền nai khang camera phía xa chỗ đó sẽ là cái Thank you.
Chưa điên. Điên đi ngàn ơi. Ôi tôi lửa mặt đi tôi. Tôi lửa mặt đi. Con tôi nào. Ở cái kênh một cái mái. Hai kênh mái. Nè cừu cừu riêng cừu bạc cừu táo chúng ta ở tận tu đó là sao xong nâng ổn của ổn bàn chênh chiến hơi nâng ta bình tập nâng ta bình tập tê nỗi khăn lỡ cứ rụp hiếp đại là ra xong nông cồn cồn bàn tích xa vì mình muốn hơi có bàn thoát được chia nông sau đi tục một hay nhưng mà tụi mà phiệt cũng có xong mà chụp video tụi mình để pro bạn xem tập này tí đây hay nói chung riệp riệp ông ôn chung phong ôn miền sốc phiệt là chụp tụi mình